Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Đinh Sửu. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 năm mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý anh cùng theo dõi. Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 năm mạng tổng quan tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 năm mạng dự báo năm nay mọi việc phát triển thuận lợi năm 2022 đinh sửu không phạm thái tuế được nhiều cát tinh phù hộ tài lộc rộng mở sự xuất hiện của cát tinh bách việt và hồng loan giúp cho sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn tốt hơn có nhiều tiến triển khả quan nhưng đối với sức khỏe thì nên cẩn thận, sự xuất hiện của bệnh phù khiến tuổi đinh sửu yếu đi, thường xuyên lao lực quá độ mà mệt mỏi. Cát tinh Luận hung cát của tuổi đinh sửu cho hay năm nay bạn có nhiều cát hơn hung, cuộc sống nhìn chung sẽ là may mắn, vận số thuận lợi. Năm nay tuổi đinh sửu gặp hai cát tinh lớn là Bách Việt và Hồng Loan. Bạch Việt giúp cho chủ nhân có sự nghiệp thuận lợi, có người giúp đỡ trong công việc nên sẽ nhận được nhiều may mắn. Hồng Loan đại diện cho tình cảm nam nữ, muốn kết hôn, cơ hội để kết hôn. Nhân duyên của bạn khá tốt, chàng trai tuổi sửu 26 tuổi có thể tính đến chuyện yêu đương kết hôn. Hung tinh. Bệnh phù, đây là một hung tinh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người. Thân thể bị tổn thương, bạn nên tránh làm lụng vất vả, tăng ca áp lực quá độ. Rèn luyện sức khỏe, chế độ sinh hoạt điều độ, chú ý đến tình trạng sức khỏe với các bệnh nguy hiểm. Sự nghiệp Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nam mạng có sự nghiệp gặp Bách Việt là một cát tinh, mang đến sự lạc quan trong công việc. Đây là năm cơ hội của nam tuổi sửu, bạn nên tận dụng cơ hội và thời cơ để có thể đáp ứng các nhu cầu của việc thăng tiến. Bạn nên tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân để có thể có cuộc sống tốt hơn, cơ hội tiến lên những vị trí cao hơn. Tử Vi dự báo năm 2022 tuổi Đinh Sửu năm Mạng đã 26 tuổi, đây là một năm trọng yếu, cho nên bạn cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ tận dụng thời cơ để thăng tiến và phát triển. Tài lộc Xem tử vi cho hay, tình hình tài lộc của các quý anh đinh sửu khá tốt, mạch Việt vẫn là các tinh mang lại nhiều may mắn, tài vận hanh thông. Dù là công việc chính hay phụ đều mang lại nguồn thu đáng kể cho người tuổi sửu. Thời điểm này nếu bạn đang kinh doanh thì có thể tấn tài tấn lộc gặp được trợ lực mà ăn nên làm ra. Các hàng trai tuổi Sửu sẽ đứng ra làm chủ một cơ ngơi riêng của mình. Tuy nhiên, năm nay tài lộc dồi dào nhưng tuổi trẻ không nắm giữ được với đại tiểu hao hội, tiền bạc vào tay mặt ra tay trái. Nếu biết sử dụng đồng tiền vào mục đích chính đáng, dù không tích lũy vẫn đem lại lợi ích. Song hao ở mẹo dậu, hết tiền lại có vào, không thiếu hụt nhìn chung năm nay có nhiều cơ hội tốt nhưng quý anh cũng không đạt được kết quả như mong muốn, một phần vì bản thân có nhiều tham vọng và một phần vì thời thế đổi thay. Dù sao đây cũng là nằm trung bình của quý anh. Tuy rằng có nhiều phúc khí nhưng bạn cũng không nên phô trương quá đà mà rước họa vào thân. Đề phòng tiểu nhân gây hại, ảnh hưởng đến tài vận của chúng ta. Hạn chế việc cờ bạc nếu không có bao nhiêu tiền rồi cũng sẽ theo gió bay hết. Tình cảm Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 năm mạng được đánh giá là thuận lợi về chuyện tình cảm bởi vì có sao hồng loan xuất hiện. Vận đào hoa của bạn năm nay khá tốt, có thể gặp được nhân duyên trời định, có một tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt các chàng trai độc thân năm nay sẽ có cơ hội thoát ế rất cao, có thể gặp được người tình trong mộng của mình. Đối với những ông chồng đinh sửu đã kết hôn, tình cảm vợ chồng của hai cũng dần ổn định. Chúng ta trưởng thành và dần dần quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn tình yêu vì thế mà thăng hoa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nam mạng có sức khỏe yếu hơn năm trước. Bạn gặp hung tinh bệnh phù, sức khỏe yếu đi, thân thể không được tốt, thậm chí nên đề phòng bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh cũ có thể tái phát khiến bạn không có được trạng thái tốt nhất. Nam giới đinh sửu nên hạn chế buổi gặp gỡ bạn bè, tiệc rượu xã giao sẽ khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt việc uống rượu không ăn sẽ khiến cho bệnh đau dạ dày của bạn tái phát. Tham gia giao thông khi có nồng độ cồn vượt quá mức quy định cũng sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Tử vi từng tháng Tử vi từng tháng tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nam mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích tháng 1. Vận trình tài lộc của Nam Mệnh 1997 trong tháng đầu năm nay vẫn tương đối lạc quan. Trong không khí sôi động và đậm chất lễ hội của Tết Nguyên Đán, tuổi Đinh Sửu có thể thu hoạch được những điều bất ngờ trong đời. Đặc biệt, kinh doanh của bạn đang rất phát đạt, các chàng trai Đinh Sửu có thể kiếm bội tiền trong tháng này. Tháng 2 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 Nam Mạng có tài vận phát triển rất mạnh trong tháng 2 năm nay. Nhờ sự xuất hiện của các tinh, tài vận của bạn đặc biệt thịnh vượng trong tháng này, thiên tài và chính tài đều ổn định. Bên cạnh đó, công việc của bạn cũng khá tốt, có nhiều vận may trong tháng 2. Nam mệnh tuổi sửu 1997 được khuyên là nên kín miệng với số tài sản hiện tại của mình. Bạn cũng không nên khoe khoang quá đà nếu không sẽ gặp nhiều tiểu nhân ghen ghét hãm hại. Tháng 3 Tử vi tháng 3 dự báo tình trạng sức khỏe của bạn không tốt, Hung tinh bệnh phù ảnh hưởng khiến bạn gặp vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày. Bạn nên cẩn thận trọng việc ăn uống, ăn uống không điều độ với nhiều đồ ăn nhanh là điều sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất nhiều. Chàng trai đinh sửu nên hạn chế các cuộc gặp gỡ và nhậu nhẹt bạn bè trong tháng 3 trước khi cái dạ dày của bạn biểu tình mạnh mẽ hơn. Tháng 4 Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 Nam Mạng dự báo tháng này có trạng thái không tốt lắm, sự ảnh hưởng của tiết thanh minh khiến bạn hay bị hiểu lầm, tâm tình bức bối. Thức đêm tăng ca sẽ không thu về nhiều lợi lộng mà còn khiến sức khỏe của bạn giảm đi trông thấy. Lời khuyên cho bạn là nên dành thời gian nghỉ ngơi, bạn nên học cách yêu thương bản thân mình chứ đừng vì tuổi trẻ mà có thể muốn phí hoài như thế nào cũng được. Tháng 5 Nhân duyên tháng năm của cô nàng đinh sửu khá tốt, bạn gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ tốt, người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương. Ngoài ra tình hình kinh doanh của cô nàng cũng khá tốt, vận thế đi lên mua may bán đắt, bạn nhận được nhiều cơ hội để làm giàu trong tháng này. Tháng 6 Tử vi nam mệnh sinh năm 1997 dự báo nhân duyên của bạn đang nở rộ vào tháng 6. Sự xuất hiện của Hồng Loan giúp các chàng trai có thêm các mối quan hệ. Có vẻ như sự chân thành của bạn sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Tử vi khuyên bạn nếu yêu thích thì nên tấn công mạnh mẽ vào thời điểm tháng 6 rất thích hợp để tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới. Sinh năm 1997 có phạm tam tai năm 2022 không? Từ xưa đến nay dân gian vẫn luôn cho rằng tam tai là một vận hạn với nhiều khó khăn, chắc chờ cần phải vượt qua. Tháng 7 Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 năm mạng vào thời điểm này nên đề phòng tiểu nhân phá hoại. Hung tinh và tiểu nhân cùng xuất hiện, mọi sự đều khó thành, thậm chí còn bị cản trở. Tuy nhiên vận số của bạn cũng không hẳn là quá xấu, đối với người làm việc kinh doanh sản xuất cũng sẽ thu được một ít lợi lộc. Trong công việc nên đề phòng đồng nghiệp phá hoại, cạnh tranh gây ảnh hưởng. Tháng 8 Sức khỏe của nam mệnh tuổi đinh sửu trong tháng 8 cũng kém hơn tháng trước. Do bị sao bệnh phù tấn công lại nên gặp thêm nhiều vấn đề về sức khỏe. Chẳng hạn như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng và bị sốt hoặc ăn quá nhiều thức ăn sống hoặc lạnh và gây đau bụng. Vì vậy, những người sinh năm 1997 tuổi đinh sửu nên chú ý hơn đến những vấn đề này để tránh bị các sao hung tinh lợi dụng gây nguy hiểm, làm loạn. Tháng 9. Tử vi từng tháng tuổi đinh sửu năm 2022 dự báo vào tháng 9, tài lộc của bạn có chút giảm sút vì có nhiều tham vọng chi tiêu cho nên bạn khá tùy ý, tiêu tiền toàn không nghĩ nên ảnh hưởng nhiều đến túi tiền của bạn. Tháng 9 này vì tiêu xài không có kế hoạch mà bạn sẽ đứng trước nguy cơ túng quẫn. Bạn không nên chỉ ăn chơi nhậu nhẹt, đừng đến đến lúc khó khăn thì tìm tiền lại càng khó hơn. Tháng 10 Tử vi dự báo sự nghiệp nam mệnh đinh sửu thời gian này sẽ ngày càng tăng lên. Đối với những người làm công ăn lương, thì sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, tăng lượng. Đây cũng là lúc bạn có hiệu quả công việc khá cao, điều này đáp ứng cho chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhận lấy nhiều cơ hội. Tháng 11 Tử Vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 Nam Mạng dự báo thời gian vận số của bạn trở nên tốt đẹp. Bạn không gặp phải vận rủi, tài lộc ngày càng tăng tiến. Cuộc sống cuối năm của Nam tuổi Sửu viên mãn và hạnh phúc. Tháng 12 tài vận trong tháng cuối năm của nam mệnh đinh sửu tăng lên nhanh chóng và thời điểm cuối năm các bạn sẽ bận rộn hơn đối với công việc và cuộc sống tuy nhiên đây cũng là thời điểm để bạn ngồi lại quây quần bên các thành viên trong gia đình để nâng cao tình cảm xin chào và hẹn gặp lại